cái củ mà lên nãy chị nói là củ dông á chị. Em ăn nhìn nó à, nó có sơ à, bùi bùi à, nó có vị ngon, nó bùi bùi mà có mùi như là ngô á. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật Ký Du Lịch. Thì hiện tại Nhật Ký Du Lịch đang đứng tại nơi này gọi là đền Trình, để chúng ta di chuyển lên trên chùa Hương. Địa chỉ nơi này là thuộc Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội cô chú anh chị. Thì khi mà chúng ta di chuyển lên chùa Hương thì việc đầu tiên chúng ta làm đó chính là mình phải vào bên trong đền Trình để mình làm lễ, cũng như là mình trình diện. Để biết được là mình đã đến nơi này và sau đó sẽ di chuyển đến những điểm tiếp theo ở trên chùa Hương như là động Hương Tích và những cái điểm khác. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay Nhật Ký Du Lịch đã lỡ duyên, có nghĩa là đến nơi này khá là trễ rồi của chú anh chị, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển bằng thuyền như thế này, đây là cái quang cảnh bến thuyền. Hiện tại rất là vắng tại vì chưa phải là mùa lễ hội cho nên là rất là vắng. Thì khi mà chúng ta di chuyển đến khu vực chùa Hương á, mình sẽ di chuyển bằng thuyền. Thì giá vé tham quan cho một người cả đi lẫn về trên thuyền và vé tham quan là 130.000 một người nha cô chú anh chị. Còn nếu như chúng ta muốn đi nhanh thì chúng ta sẽ thuê nguyên cả một cái đò luôn là 300.000. Thì mình sẽ di chuyển mất 1 tiếng vào trong, có nghĩa là cả đi lẫn về chúng ta sẽ mất 2 tiếng để vào bên trong khu vực chùa Hương ở phía trên. Do đó là bây giờ hiện tại cũng đã trễ và Nhật Ký Du Lịch đến nó khá là muộn rồi. Cho nên là sẽ hẹn cô chú anh chị ở một dịp khác. Vào những cái dịp lễ hội, Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng sắp xếp để ghé lại ghi hình lễ hội, gửi đến cho cô chú anh chị một cái lễ hội lớn ở chùa Hương. Còn bây giờ thì mời cô chú anh chị các bạn hãy cùng theo chân Nhật Ký Du Lịch chúng ta vào bên trong đền Trình. Mời cả nhà mình đi vào. Đây, khi chúng ta di chuyển đến khu vực để mà đi lên trên chùa Hương, khu quần thể chùa Hương, thì chúng ta việc đầu tiên là phải đi qua đền Trình. Thì đây là ngôi đền Trình nằm ngay chỗ bến thuyền để chúng ta di chuyển lên trên chùa Hương. Đền Trình hay còn có tên gọi khác là Ngũ Nhạc Linh Tử, là nơi để chúng ta vào trình diện làm lễ trước khi di chuyển đến những điểm tiếp theo ở bên trên chùa Hương. Bây giờ Nhật Ký Du Lịch sẽ cho cô chú anh chị xem một vòng khuôn viên ở bên trong đền Trình. Đây, bán gì đây chị? Nó mì chiên đâu chưa nhá. Chưa hả? Cái này ăn cái củ này ăn à, cái củ này củ gì đây? Củ đông. Ăn thử củ này ngon, bở ngon.
giống như củ nhầu ở trong miền Nam. Cái này mình có chấm gì không chị? À gì hả? Củ củ dông. À. Không kịp giờ. Dạ, tao đi lòng vòng thôi. Ngồi trên thuyền này, chị cho đi xuống cái thuyền, đầu thuyền nghe ngồi, xong cứ lòng vòng ra, đi cái chùa, cái chữ chùa Hương ấy, chụp ảnh thôi. Đi ra tận đấy. Không đi vào cái chùa Tây Sơn gần gần. Nha, dạ. Đi ra cả vào cái sơn mất tiếng. Chắc đi lòng vòng này thôi. Bây giờ chúng ta đi dạo ở trên sông này kêu là sông gì chị? Suối Yến. Hồ, Hồ Yến. Đây gọi là suối Yến. Suối Yến. Dạ. À, mình đi dạo trên suối Yến. Tại vì nhà khiêu lịch tới là bị trễ giờ của chú anh chị cho nên là không có đi đi thuyền vào bên trong chùa Hương được, nên là phải lòng vòng ở đây. Thì hẹn của chú anh chị ở cái video khác á, nhà kia là sẽ cố gắng ghi hình cái bên trong chùa Hương để gửi đến cho cả nhà. Bây giờ thì ngồi trên thuyền của một chị buôn bán những cái loại nước uống rồi đồ ăn vặt rồi trên đây, rồi chị chở đi lòng vòng chúng ta đi dạo rồi mình ăn cái gì rồi miếng để ủng hộ cho chị luôn. Cái củ mà lần nãy chị nói là củ củ dông á chị. Em ăn nhìn nó núi chùa Hương đấy, ăn thử ngon lắm. Nó có sơ. Nó có sơ một chút. Nó bùi bùi. Nó bở như là kiểu mình ăn sắn dây ấy. À. Nó có vị ngon, nó bùi bùi mà có mùi như là ngô á. Đúng rồi. Dạ. Giờ này thì trễ cho nên là không có lên trên chùa Hương được. Đi đồng bằng đây thôi. Phía trước đây là gì vậy chị? Suối bên tay phải là đi vào chùa Hương, dạ. Chùa chính, còn phía bên tay trái mình là đi chùa Long Vân và cây khế. À, bên đây là đi chùa Hương đúng không? Đấy, lối đấy là đi vào chùa Hương. Dạ, còn bên đây là... Đấy, bên đấy là đi vào chùa Long Vân và cây khế. À, dạ. Chị bán đây được bao năm rồi? Chị bán được 10 năm rồi. Dạ. Trước là chị làm nghề chụp ảnh ấy. À, dạ. Về sau này là du khách có nhiều máy hiện đại quá rồi, bọn chị mất nghề ấy. Thế là chuyển ra đi bán hàng rong. À dạ. Bán gì ổn định không chị, đỡ không? Cũng đỡ nhưng mà chỉ là thay cho cái nghề đi chụp ảnh thôi, chứ thực ra bọn chị thích đi chụp ảnh hơn. Dạ. Tại vì cái là cái nghề làm đẹp cho khách ấy, nó rất là dạ. Thích mà được liên tục được là đi gần với khách rồi là nói giới thiệu cảnh ở cái này cái kia là rất là thích. Dạ. Thế nhưng mà còn gần cùng mới phải đi ra bán cái hàng rong này này, thu nhập nó không được là bao nhiêu so với dạ. Là đi chụp ảnh ngày xưa. Thế nhưng mà bây giờ hết nghề rồi, không còn cách gì thì đành phải đi thôi. Dạ. Tại vì là ngày hội chính ấy, bọn chị du khách đến rất là đông, nhưng bọn chị không biết đi mời khách từ xa. Ví dụ mình phải biết đi xem mua máy ấy. Dạ. Đi ra tít vào thành phố thì mời khách, nhưng mà bọn chị không có điều kiện đi được như thế. Dạ. Không biết đi, và rồi xe cộ không có, mới đi đấy nó nguy hiểm lắm. Yeah. Nếu bọn chị không mời được khách thì bây giờ đành phải đi bán hàng rong thôi. Yeah. Chứ còn thu nhập thì không đáng là bao nhiêu. Ví dụ những cái nhiều chú thanh niên ở xa không cho con gái đi bán hàng, nó mới đắt hàng, như các bà già đi thế này ai mua. Nhưng mà con gái cháu nó phải đi làm việc khác, chứ nếu mà đi bán hàng rong này được là bao nhiêu đâu. Yeah. Nó làm sao mà lo được cuộc sống vợ chồng con cái nó. Thế là bọn chị là lớn tuổi thì bây giờ đi làm công ty không ai người ta mượn. Thì đành cứ đi bán hàng rong thế này này. Ngày hội chính thì bọn chị đi làm, nhưng mà ban tổ chức cũng cứ dẹp ấy, ngồi dạ. Suốt ngày chạy hết hơi nghỉ mệt lắm. Dạ. Thường là thuyền của mình có đi vào bên trong chùa Hương hay là chỉ bán ở đây thôi? Thuyền mình cứ đi rong rong từ đây vào đến nửa đường thôi. Dạ. Thì xong rồi lại quay lại. À. Thì mình chủ yếu là mình bán khách đi vào thôi, khách đi ra thì cũng ít ăn uống hơn. Dạ. Nói chung là cái hình ảnh này cô chú anh chị dễ thấy ở cái tập trước của chặt video trước nhật ký lịch đi miền Tây á. Thì khi chúng ta du lịch chúng ta đi trên thuyền thì vào chợ nổi Cái Răng á, ở Cần Thơ cô chú anh chị, thì cũng bắt gặp được rất là nhiều cô chú chở những cái ghe bán những cái loại mặt hàng riêng để mà mời chào khách du lịch chúng ta thưởng thức đặc sản địa phương. Thì ở đây tại nơi này gọi là Hồ Yến hả chị? Suối Yến. Suối Yến, tại Suối Yến này thì cũng có một chị cũng bán những cái nước và đồ ăn vặt để phục vụ cho chúng ta. Nói chung là nhìn nó cũng khá là thú vị. Chị kiếm chỗ nào đậu đi cho em chơi nước đi. Đấy, mình có bán đồ ăn gì không chị? Có mì tôm, thế rồi là có trứng luộc đấy. Dạ, rồi cho em 2 ly mì luôn đi. 2 ly mì nhá. Dạ, 2 ly mì. Cung đình hay hảo hảo em? Dạ, mì hảo hảo đi. Rồi,
Dạ. Mình sẽ ăn một miếng để ủng hộ cho chị. Trái này trái gì chị? Đâu, trái xấu đây. À, trái xấu. Mở ra em cắt em ăn thử mà xem. Trái xấu này là ở miền Bắc mới có hả chị? Ừ, miền Bắc mới có cái trái đấy. Dạ. Trồng ở trên núi ấy. Dạ. Em mua cái này là trên núi phải đấy. Mình ngâm cái này là ngâm rượu hay sao chị? Cái đấy ngâm đường thôi. À dạ. Thì pha mới lại thêm nước lọc. Và nếu mà ai thích ăn ngọt thì mới cho thêm một chút đường. Nếu không thì cứ thế pha thôi. Pha nước lọc. Pha thêm nước lọc cho đá, ngon lắm. Dạ. Như nó lên men đúng không chị? Mình ngâm này là nó tự lên men. Đấy, tự mình ngâm nó thôi tự đấy. Dạ. Mình ngâm khoảng một tháng thì mới ăn được. Dạ. Ừ. Cái vị nó như như trùm ruột ở trong Nam á. Đó, ra nhà mình thấy khung cảnh nhìn nó thư giãn, thơ mộng không? Chúng ta đi thuyền. Này là Nhật ký du lịch không có đi thuyền vào chùa Hương, nhưng mà gặp chị bán hàng thì mình cũng lên thuyền mình sẵn mình đi dạo với chị trò chuyện cho đỡ buồn luôn. Thì hàng năm là cứ vào tháng giêng là lễ hội lớn nhất ở đây hả chị? Đúng rồi. Dạ. Mùng 6 tháng giêng là ngày khai hội. À, vậy là nếu mà tới ngày đó thì em nghĩ chắc là ở trên suối Yến này đông nghẹt luôn đúng không? Đông lắm. Ôi. Chiếc thuyền chạy ra chạy vào như là tre luôn. Dạ. Đây để đây lúc nào mà nó chín thêm thì bọn em ăn. Dạ. Đây chị đưa, em một ly đi. Em đưa cho bạn ấy được không? Hiểu đồ. Ơi. Trời. Đây ngồi trên thuyền ăn mì. Ngắm cảnh sông nước ở trên suối Yến. Đây là cái tuyến đường để mà đi vào đò đi qua bến đục. Dạ, đò đi qua bến đục. Đấy, xong rồi lát nữa đi vào đến trong kia thì là nó có nửa trong nửa đục. Thì trong đấy gọi là bến trong, còn nước nó sẽ trong nhìn thấy tận đáy luôn. Nói chung là những cái câu hát ở bên trong cái bài hát đi chùa Hương là có hết. Đò đi qua bến đục mọi người ngắm nhìn em. Đôi dạ. Xuống đò thì là nghe nhộn nhịp mà còn khí thế lắm để ngắm nhìn nhau. Nhưng mà lúc chiều mà đi mà mệt mỏi hơi tai rồi là không ngắm nhìn được nữa. Dạ. Chắc hẳn thì không ít người trong chúng ta cũng đã từng nghe qua ca khúc hát về cái lễ hội chùa Hương. Thì những câu từ trong cái bài hát nó vô cùng mộc mạc nhưng mà rất là ý nghĩa, miêu tả được cái khung cảnh của chùa Hương khi chúng ta đi lễ hội. Đây hiện tại thì Nhật ký du lịch đang có mặt tại nơi này, thì cũng cách chùa Hương khoảng cỡ 3-4 cây số đi thuyền thôi cô chú anh chị. Đi 4 cây số đường thuyền. Dạ, 4 cây số đường thuyền. Bến đò để lên chùa Hương. Dạ. Là mình đi vào bên trong đó là có động hương tích ở trong đó, đúng không chị? Động hương tích là phải đi bằng thang máy, đi bằng cáp treo. Đi cáp treo được mà ai thích đi bộ. À dạ. Leo bộ nó dễ leo lắm. Thường là cáp treo là mấy giờ họ nghỉ chị? À dạ, 5 giờ. Rồi chúng ta ngồi ăn mì trên thuyền. Này mỗi lần mà có game máy đi ngang qua là sóng nó sẽ vỗ vào thuyền. Tạo sóng. Dạ. Ồ, đây là người ta còn đi tốc độ bình thường đấy. Nếu mà đi tốc độ cao á, nước vào đầy thuyền mình luôn. À. Cái ngày hội chính người ta nhiều khách ấy, người ta hay chạy ẩu lắm. Dạ. Nước vào ướt hết thuyền, mỗi lần là múc nước đi hết rồi, đẹp. Rồi mình sợ là nó chìm thuyền đấy. Dạ. Với hắt nhiều khi xuống máy chạy hắt hết nước vào đến nước người khách đây này. Dạ. Hôm ấy mà có hai bác ấy, bác ấy lớn tuổi lắm rồi, bác đang rét hương một cặp ấy, thế là hắt cho một phát lên tận nách để đổ xuôi ướt hết. Ôi. Thế là bác ấy kêu trời mạch đất lên, xong bác bảo tí nữa tôi về tôi phải báo cáo với ban tổ chức thế này thì sóng xuống máy chạy thế này ướt hết chúng tôi rồi. Dạ. Thế nhưng mà
Dạ. Yeah. Tại vì toàn là người con ông cháu cha ở đây người ta mới chạy khách. Nói chung là thuyền mới chạy xuống máy. Thuyền truyền thống á, là thuyền của bến là thuyền truyền thống, chèo tay đúng không chị? Còn thuyền máy là của dân ở ngoài. Máy của ban tổ chức. Dạ dạ. Với lại thuyền của nhân viên cáp treo. Kiểu như là đáng nhẽ những cái người lái thuyền mà người ta lâu năm ở đây thì người ta sẽ chạy ổn định hơn. Dạ. Yeah. Còn có mấy chú nhỏ tuổi kiểu người ta mới chạy ấy, có lúc người ta vít ga mạnh quá. Dạ. Yeah. Nước nó ào ạt, nó sóng nó bay và cỡ khách ấy bớt hết. Dạ. Yeah. Thì sớm giờ Nhật ký du lịch cũng đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta cũng đi lòng vòng tham quan ở trên khu đền Trình. Tại vì khi đầu tiên chúng ta đến chùa Hương á, thì chắc chắn là nhất định chúng ta sẽ phải đi qua đền Trình, như là chúng ta trình diện và làm lễ ở trong, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ở chùa Hương. Thì do lúc đầu Nhật ký du lịch cũng có nói là không có duyên, tại vì đến đây đã trễ, gọi là trễ cái giờ thuyền đi, cho nên là nếu mà đi vào đi ra thì thời gian nó sẽ gấp gáp vội vã, sẽ không ghi hình được nhiều cho cô chú anh chị, cho nên là sẽ hẹn cô chú anh chị vào một dịp lễ hội ở chùa Hương. Thì nếu mà Nhật ký du lịch sắp xếp được thì sẽ có duyên sẽ ghé lại để mà ghi hình cái lễ hội chùa Hương để gửi đến cho cô chú anh chị. Thì sớm giờ cũng cho mọi người tham quan vòng ở trong đền Trình và đi lòng vòng ở trên hồ Suối Yến để cho cô chú anh chị chúng ta ngắm cảnh, quan sát cảnh ở xung quanh đây. Thì bây giờ Nhật ký du lịch cũng xin phép khép video lại tại đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để tạo động lực Nhật ký du lịch sẽ ra những video sắp tới hay hơn, hấp dẫn hơn và khám phá những điểm mới lạ hơn để gửi đến cho cô chú anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.